Amazon Go là cửa hàng tiện lợi mà không có bất kỳ thu ngân nào. Hiện công ty đã triển khai mô hình này tại thành phố quê nhà Seattle. Amazon Go cho phép khách hàng lấy những món họ cần rồi đi thẳng về nhà. Tiền sẽ được tính lại sau vào tài khoản Amazon của họ, không cần phải xếp hàng chờ thanh toán, không cần phải chi tiền mặt hay rút thẻ. Để biết khách đã chọn những thứ gì, Amazon sử dụng các cảm biến, camera kết hợp với các thuật toán nhận diện hình ảnh. Hàng hóa trong Amazon Go sẽ có đủ những thứ có thể tìm được ở một cửa hàng tiện lợi, đồ ăn vặt, nước giải khát, các món ăn chế biến sẵn như salad, bánh mì, có cả sữa và cả những bộ kit với đầy đủ nguyên liệu bên trong, dùng để nấu món ăn cho hai người. Đối với cách làm này của Amazon, khách hàng sẽ tối giản được thời gian mua sắm trong những cửa hàng tiện lợi, đồng thời hãng cũng có được lợi thế trong việc phân tích thị hiếu của người tiêu dùng. Amazon có thể dùng nó cho mục đích hiển thị kết quả tìm kiếm chính xác hơn hoặc dùng cho quảng cáo. Hiện cửa hàng chỉ mở thử nghiệm cho nhân viên Amazon và sẽ mở cửa vào đầu năm sau.